Sáng nay, Huyện ủy Dầu Tiếng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Để việc học tập và làm theo Bác từng bước đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả tích cực, Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 01 đối với chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên, các chi đảng bộ cơ sở đăng ký học tập và làm theo Bác. Trong 3 năm qua, đã có nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai hiệu quả tại huyện Dầu Tiếng, như mô hình gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm, thực hiện tiết kiệm, giúp nhau vượt qua khó khăn, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ, 3S, sẵn sàng, sắp xếp, sạch sẽ. Các diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân của ngành công an, y tế, giáo dục, lao động thương binh và xã hội, ngành tài nguyên và môi trường đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân.